Ba trả chị, trả chị, trả chị, trả chị. Ai cho ăn đâu mà tính dữ vậy trời. Ơi, đưa nó vô động đi chị ơi. Không, đang lại có xăm tên của chị đó. Rồi sao? Mặn khó rồi. Thôi nè, em đỡ đi rồi giải quyết sao nha. Thôi, không được. Giờ lại đây cho bánh tráng ăn. Tụi tôi cho tấm lòng tôi cho mấy người chứ tụi tôi cho bịch bánh tráng gì đẹp gái gì trời. Chú dán tiền rồi. Cháu ngoại chú nè. Lòng thì ở đâu cũng có mà chỉ có bánh tráng ở đây mới có thôi. Gửi cảm lên, khách thuê chụp hình gửi cảm lên. Nè. Khoa khoa. Ưu tiên cho cha đẹp đi qua đây với tôi. Ok. Ưu tiên cho cha đẹp. Rồi khoa dẫn đi nè. Đi em nè. Bà chiếc mô tô bạn ơi. Rồi. Quay quay sao làm việc được. Anh ăn ta. Vô đây nè. Trời ơi. Đi ra đi ra đi ra. Này giống như là tôi. Tôi điều tra rồi đó, quậy đi TikTok tôi mấy bữa nay. Trời ơi, quậy quá trời quậy luôn. Trời ơi. Tuổi rồi. 26 à hả? Nó nói cái vụ cui tôi đó. Không, cái này là cái cui lẳng mẹ. Cui lẳng. Cui này à. Ôi ôi. Đây là cui lẳng cái vụ cui. Đừng có nghe, đừng có nghe. Cái vụ cui hồi nãy cũng mặn đây rồi. Cái này là cui lẳng á. Con ơi đừng. Chú này không có thích vụ cui cui lẳng đâu. Vô đây, chị để cho hai món. Tàu lông nướng má hành với vú dây nướng. Thôi ăn tôi rồi, nướng nướng. Tôi, chú ơi, chú. Cái con này mình đem lắm. Bê nó mà bê con. Con ta con cái thiệt vậy mà. Trời ơi, là chết rồi. Trời ơi. Con ăn mẹ. Tụi con ơi, tụi con lắm lời ha. Bé là thật là đáo để. Đừng giỡn nữa. Để đâu qua vậy? Mùa quá gì? Mùa 7 nè. Mùa 7 hả? Trời kiếm bữa giờ kiếm. Kiếm mà không biết đường quẹo đây, quẹo bên kia, quẹo trong vòng. Rất dễ sợ luôn á. Mở tóc lên một cái là bích chịch hết trơn luôn. Em nhìn cái gì kệ mẹ á. Kệ mẹ. Con thấy không? Con kêu ba đi con. Ba buộc con đó. Dạ, con chào mẹ. Chết con. Chết tôi rồi. Có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Để tính chứ. Tính cái gì mà tính? Hỏi bây giờ có người yêu chưa? Để tính bao nhiêu? Tính bao nhiêu thì kệ bao nhiêu đứa. Mà bây giờ hỏi bây giờ có người yêu chưa? Chưa thì được nè. Trời ơi. Vô đây đứng sắp hàng giùm các thi nè. Trời ơi, đứng vậy tới nào mới có ăn đây. Thì từ từ. Giờ ăn có ăn không được, ăn tui. Có gì đâu. Trời ơi, ăn dùm cuối với nhau mà. Mấy đứa, ngon ha. Tướng đàn ông đàng hoàng, ngon đúng không? Mẫu người mà con gái thích nè. Thiệt luôn á. Bánh mẫu người mà người đàn phụ nữ cũng thích mà bd khách thèm tao biết bd không thích con ngựa đâu cái tiktok là lên là thấy tiktok của tôi hết hả ờ lên là lướt thấy à sao vợ tôi lại chưa thấy tôi hoài vậy thấy chuyện đấy nè đúng không còn ngực ngực phải không trời ơi lại bệnh luôn mấy con ơi mấy con đừng đâm mẹ nữa chú này đâm mẹ được rồi. Con quăng biến hoài chết tôi quăng hư hết trơn rồi làm việc gì làm công việc gì bây giờ đang làm công việc gì không làm mẫu mẫu ảnh ha làm lại chiều mai qua sớm sớm quay TikTok hả à? Ừ, quay YouTube hả làm YouTube luôn thôi đây không quảng cáo kênh YouTube của mình được không mình làm vậy là không được bình thường quảng cáo đi đá xanh đâu thủ thôi không có được không quảng cáo ké vậy được được
Đây nè, đứng đứng đây nè, đứng vô đây xếp hàng nè. Quan trọng là FBOXDA. Mấy anh chị, hậu dưới hẳn cho em coi, điểm qua bữa em coi khách cho em coi. Đó. Chị ơi, mẹ, anh nói đến cái gà, anh ra đánh nó ngồi kìa. Tao cho đi vô, tôi không biết gì hết. Lúc mình nhận chặt qua phà luôn á. Buồn không hiểu gì vậy? Buồn hay buồn quen biết nhau hả? Quen chân cái này mình ngồi. Ai vậy? Qua không á? Qua ủng hộ chứ. Ủng hộ không á? Em anh chụp mới. Chụp lên 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 đi ơi. Đi hey, chụp hình có tiền. Chụp hình có tiền nè. À, đúng rồi. Em nữa. Rồi vô. À, đẹp rồi đó. Dễ thương quá. Tâm ơi, tắm bánh tráng nữa hả trời. Cái chai tôi bổ thế mấy bà phải không? Chị, cái đó cái nghiệp của chị nặng lắm. Chị lãnh nghiệp đó chưa? Hèn chi người mấy con rồi. Thôi ơi. Mình ơi, đợi em nha. Thằng nào? Cái hàng này. Tỷ ơi, dân chúng làm than chưa có bánh tráng nữa hả Bạch Tỷ? Trời ơi, con ơi con. Làm phép đi chị ơi, làm phép với chậu cho bánh tráng ra lẹ đi. Làm phép sao giường? Làm phép sao nào bánh mùi? Dân chúng có bánh tráng, phép tùm tùm của tụi mình bị lục nghề rồi. Phải kiếm tiền đơn giảm thôi Bạch Tỷ ơi. Tỷ ơi. Chị gọi là chú. Mọi người đợi em tí xíu nha. Đợi Cát Thi tí xíu nha. Cát Thi đưa cho. Nghe. Bây giờ vô trọng cô có nước đá không? Cái này với Cát Thi nè. Ba. Chị ơi, lại có bà lạc bên đây nữa kìa nè. Ủa, đứa tiên. Tưởng đó là ai, đứa tiên của chị kìa. Đứa tiên. Bạch Tỷ, con chưa bà lạc. Bán gì nữa. Con bán kìa. Con bán luôn. Thằng Mụi ơi, thằng Mụi một bên cái thằng Mụi. Trời ơi. Ủa, em đi vào cạp vô ảnh nha. Ê, đừng, đừng. Đừng có đụng vô, cái gạch nó bấu. Đó là con. Gì con? Hả? Cô bắp mà. Nó là cô bắp rồi. Là cái hàng anh biết được không? Xu con không có để ý tới. Đi nè, đi đi về chỗ ngồi nè. Hư quá nè. Hư nè, hư nè. Thôi em phải về động với em đứa được thôi. Tự nhiên có chụp hình chứ mày gãy chi vậy? Gì? Cây gãy huyền thoại của sách nè. Mày đo xăng cái gì đó mà. Cái gì đó, tướng đồ bụi đó. Ít lắm luôn á. Có người yêu, có người yêu phải không? Cô có thích bắt bụi. Con, kêu ba đi. Ba ruột con đó. Kêu đi con. Ba ruột con đó kêu bằng ba đi con. Trời kêu đi, kêu dạ. Nhìn quen lắm á. Nhìn quen lắm á. Nhìn mẫu mà. Giống gì tốn kiệt ha. Ừ. Nhưng mà nhìn quen quen. Tôi nhớ hồi đó có một chuyến đi xa. Lâu rồi đó. Có 10 người hãm tôi. Trong đó chỉ có cái mặt này quen quen. Cơ mình xưa cơ chơi vui vẻ với chị đúng không? Có không? Có. Rồi có một đợt lâu lắm tôi thấy ở ngoài cầu bông. Là lúc đó tôi mới chập chững ra nghề. Đứng khách. Để câu khách. Anh là người mở hàng đầu tiên 30 ngàn. Đúng không anh Khanh? Chết thì là chết rồi. Nhớ bữa đó trả 35 ngàn. Ở giờ xưa nhớ. Anh đi anh nhớ rồi. Em đứng anh cậu đường Nguyễn Văn Linh hay gì á, tối á bữa là trả 35 ngàn, lấy 5 ngàn. Chị ơi, đại biểu mà chị mình biểu ơi đứng tốt hả, còn hỏi chắc hết cây quá đây sư bà hôm nay bà đã tìm được linh đơn rồi. Đây nè con, linh đơn đây, uống một bánh gặm đi.
thực sự em nó là boss. Đứng đây với chị. Em nó là boss. Nhưng mà em có chấp nhận làm tớp để yêu bé boss này không? Giải thích cái khúc đó. Boss là vợ. Mẹ em nó là đóng trong vai vợ. Nhưng mà em nó là một cái dạng mà nằm dưới. Thì em nó cái dạng chưa. Lâu lâu có đổi chỗ không? Không, em nó luôn à. Không, ngoài trừ là chơi lộ thôi. Bé mà có đổi chỗ đó bé chơi lộ thì tối em nó đậu tóc giả đó mọi người, cho nên mọi người đợi em nha. Qua đi mua bánh tráng phải không? Đi qua đi chơi thôi. Mà làm cái gì bên đây? Quê đâu? Quê đâu? Vĩnh Long. Ê, tôi để ý nha, trai Vĩnh Long đẹp trai đó. Lòng không thích xé rồi tay chân nó bứt rứt đó con. Ừ, tay chân nó bứt rứt đó. Cái này là còn mặt cái bẩn này, cây hết đường một bụi gì đó. Con ơi, bộ con là cuốn từ điển hả? Con hỏi hoài vậy. Tôi có hỏi hoài tôi trả lời nó không được, không có ngôn ngữ gì mà trả lời cho nó được. Ủa cô là đàn ông ABD. Rồi tôi trả lời cho nó sao? Rồi, cô có giống ba con không? Trời ơi. Rồi. Ủa sao cô là BD mà sao cô có hai cái vú? Trời ơi, nó hỏi gì? Hỏi nguyên cuốn từ điển luôn à. Dạ, em chào sếp. Dạ, em chào sếp. Có gì sếp mà khó khăn, sếp nói em nghe. Đây, có đi chụp rồi.